không đói tức vô ngã câu hỏi bạch ngài con xin thỉnh ngài từ bi cho chúng con được biết vì lý do gì ngài đến cô rách lần này có phải chỉ vì lợi ích của người dân nơi đây hay cũng vì đạo quả và niết bàn của ngài nữa ngài a chan sư không đói cũng không si mê những gì ở bên ngoài gây đau khổ người bụng đói lúc nào cũng bồn chồn không yên chạy tìm cái này ở đây cái kia chỗ nọ trong khi bụng đói anh ta chụp lấy bất kể thứ gì có thể chụp được chỉ để rồi về sau bị chính món đấy tiêu thụ mình sư không tìm gì hết vì bên trong sư đã có đầy đủ thì tìm nữa làm gì tất cả những gì khác chỉ là cái bóng không bản chất chụp lấy bóng có ích lời gì đâu. Tất cả bốn chân lý thâm diệu, tứ diệu đế, đều nằm trọn vẹn bên trong tâm, và cả bốn đều đã được giác ngộ, không còn si mê, thì chạy theo những gì khác để làm gì. Ngày nào còn hơi thở trong thân và có người có thể giúp, thì còn phục vụ cho họ. Rất khó tìm ra một cái tâm là Pháp, khó hơn là tìm trân châu ngọc báo. Một cái tâm như thế còn quý báu hơn kho tàng trị giá hàng triệu bạc. Cái tâm là pháp có thể cung cấp cho người khác tình trạng thanh bình và hạnh phúc quý giá hơn nhiều bất kỳ kho báu nào, dù lớn đến đâu. Ví dụ về những cái tâm như vậy, có thể thấy ở Đức Phật và của chư vị thánh đệ tử của Ngài. Những người như vậy đáng giá hơn mọi kho báu vì các ngài có giá trị của những việc thiện của mình cao hơn nhiều bất kỳ số tiền nào các ngài thích sống nghèo khổ để giúp cho người khác được an vui hạnh phúc. Người si trái lại, luôn lấy tiền làm tín ngưỡng, không nghĩ đến gì khác mà chỉ nghĩ đến cách để kiếm tiền. Họ không dừng lại ở bất cứ điều gì và cuối mình trước bất kỳ cái gì. Họ phủi sạch, dẹp qua một bên tất cả những khái niệm về vô đạo đức, nghĩ rằng điều ấy vô hại, cứ việc làm. Đó là sự khác biệt giữa người tốt và người xấu, giữa giáo pháp và tiền bạc. Bậc trí tuệ hiểu những khác biệt ấy có thể chọn con đường chân chánh trước khi còn quá trễ, chỉ còn nước ăn năng hối tiếc. Cũng nên ghi nhận rằng các khác biệt nói trên không những thuộc về tính chất mà cả về kết quả. Không thể chối cãi và cũng không thể kháng cự được chúng. Chúng thuộc về người đã chọn chúng cho phù hợp với mình. Như vậy, đó là nhân dẫn đến sự khác biệt giữa các chúng sanh như được thấy ngày nay. Liên quan đến cảnh giới, hình dáng, khuynh hướng và hạnh phúc mà mỗi cá nhân trải nghiệm. Đó là định luật của thiên nhiên, không thể tránh né hay kinh thường, không phải như những luật do con người tạo ra. Câu hỏi Một lần nữa, cô xin Ngài tha lỗi, cho phép con đưa câu hỏi này con nghe nhiều về danh tiếng bay xa và lan rộng của ngài như vị tỳ khưu cũng như hàng cư sĩ tất cả mọi người đều xác nhận rằng ngài không phải là một vị sư bình thường câu giải đáp của ngài cho thấy sự đói và si mê của con Con đã quan tâm đến pháp hành của phật giáo được một thời gian và đã thọ hưởng quả an lạc quả thật một phước lành cho con là đã có duyên may được gặp bậc thánh thiện như ngài lời giải thích của ngài đã thuyết phục con nhiều hơn con có thể mong đợi không còn chút hoài nghi nào về giáo pháp giờ để con biết rằng trong giáo pháp tiếng nhanh hay chậm xa hay gần tất cả đều tùy thuộc nơi con ngài a chan lời giải đáp của sư cùng một bản chất như câu hỏi của con sư không đói và không si mê như vậy thì còn tìm cái gì nữa trước kia sư có đói và có si mê khi chuyên cần đơn độc thực hành trong cảnh quan du của rừng sâu. Chỉ sau khi hồi đủ khả năng đứng vững trên hai chân mới bắt đầu có tiếng đồn Trong lúc chiến đấu, nhiều lần sư đã bất tỉnh và đối đầu với cái chết. Chỉ trao truyền tiếng đồn phỏng có lợi ích gì bây giờ. Bên trong mỗi người đều có sẵn một kho tàng. Nhưng ta phải kề dai, đẩy mạnh cho bánh xe lăn tới. Phải tận lực đi khám phá kho tàng ấy phải đào sâu, cuốc bẩm để sử dụng nó ngay bây giờ. Đến lúc lâm chung hay sau khi chết, phụ thuộc vào một vị tỳ khưu hay nghi thức cúng tế nào cũng vô ích. Theo một thành ngữ của người Thái, đó là gãi nơi không ngứa. Để sự nhắc nhở, cái phải làm là phải gãi nơi thực sự ngứa. Nghĩa là cần phải tận lực cố gắng buông bỏ những gì thuộc về thế gian mà không bao giờ là của con. Vì si mê, ta cố gắng chụp lấy những gì thuộc về thế gian để làm của riêng. Quên rằng kho tàng thực sự quý báu nhất nằm bên trong chính ta. Những của cải ấy, từ nó là trung lập, không thuộc về một ai. Nó có thể mang lợi ích đến cho người làm chủ hoặc có thể tạo phiền não và cũng có thể nổi lửa thiêu đốt. Tất cả đều tùy thuộc thái độ trong tâm của người chủ, trí tuệ hay dính mắt. Hãy nghĩ đến những gì đã thành tựu trạng thái chấm dứt đau khổ và trở thành nơi đương tựa của chúng ta. Còn có nghĩ rằng các ngài không bao giờ có những tài sản mà các ngài thực sự quý trọng, thực sự luyến ái. Còn có nghĩ rằng chỉ có mình con ngày nay là giàu có và thọ hưởng nhiều sở hữu quý báu. Vậy tại sao con luyến ái và bám níu vào chúng một cách mù quáng hiện nay không có nơi để chôn cất hoặc quả tán các xác chết hay sao nếu vẫn còn chỗ tại sao con quá tin tưởng nơi đời sống và tại sao con quá đắm đuối trong lạc thú và những cuộc giải trí vui chơi và đồng thời từ chối không thấy không nghe và quan tâm lưu ý đến sự thật nếu con người chỉ có những suy nghĩ như vậy thì có gì khác loại thú ngoại trừ khi bị dồn vào đường cùng thì con người ở trong tình trạng khổ sở hơn loài thú nhiều gấp bội. Cách duy nhất để đương đầu với khuynh hướng đó là phải chuẩn bị đầy đủ khi ta còn ở trong vị thế có thể làm được. Sư phải xin lỗi vì nói hơi thô. Nhưng nếu lời dạy thúc giục con người nên làm điều thiện và tránh xa điều ác mà được xem là kém tế nhị thì có nghĩa là giáo pháp hay sự thật không còn được chấp nhận nữa và thế gian đã gần đến ngày tận diệt. Còn hy vọng gì nữa cho thế giới mà cho phép tự do làm điều ác, đưa đến hậu quả đau khổ và không thể chấp nhận sự thật. Xem đó là cái gì quá thô. Người dưới cố gắng tường thuật một cách sát nhất. Có thể lời giải đáp trên đây của Ngài A Chan nhằm giữ nguy hương gì đặc biệt trong lối trả lời của Ngài. Còn nhiều câu hỏi khác liên quan đến giáo Pháp được nêu lên khi ngài đi bất cứ đâu, nhưng quá nhiều để người viết có thể nhớ và ghi lại. Tại Udon Thani, ngài Achan rời Nakhon Racha tiếp tục lên đường đi Udon Thani, thì đến thị trấn Khon Kean. Có một số đông người đến nhà ga để đón mừng và cung thỉnh ngài ở nắng lại ít lâu. Ngài nói, ngài không làm thế được vì thành phố này không chính thức nằm trong thời biểu của cuộc hành trình. Khi đến Udon Thani, trước tiên Ngài luôn ngủ tại Wat Bodhi Sompho với Ngài Chao Khun Thamasedi. Nơi đây có một số đông người từ các châu quận khác nhau của tỉnh Udon và từ các thị trấn Nong Khai, Sakon Nakon đến đảnh lễ đón mừng. Từ Wat Bodhi Sompho, Ngài đi Wat Noneniwet và an cư kiết hạ tại đây. Nơi đây, Ngài Chao Khun Thamasedi đều đang hướng dẫn những nhóm thiền tính gồm nhân viên chính phủ, thương gia và dân thường đến viếng thăm Ngài A-chan trong những ngày qua pha rằm mùng 8, 24 và 30 để nghe lời dạy của Ngài. Người Udon Thani rất mang ơn Ngài Chao Khun đã có công khó nhọc đi chiên mai, rất xa Udon Thani. Vào thời đó, chưa có đường nối liền hai nước hay hai vùng của đất nước. Từ vùng Tây Bắc và xuống Bằng Cốc, về phía Nam, rồi đi trở lên Chiên Mai về hướng Bắc. Rồi từ Chiên Mai đi xa sâu vào rừng để thỉnh Ngài A Chan về đây cho họ. Ngài Chao Khuôn lúc nào cũng hết lòng quan tâm đến pháp hành của Phật giáo và không thấy mệt khi đàm luận giáo lý, đặc biệt là thảo luận về phương diện thực hành. Ngài vô cùng cảm kích với những lời dạy của ngài a -chan và tận tình đáp ứng mọi nhu cầu trong lúc ngài a chan luôn ngủ tại udon thani không bao giờ quên hỏi thăm về sức khỏe và nhu cầu của ngài a chan nhân danh những người khác ngài luôn luôn khuyến khích các thiện tín đến học hỏi họ với ngài a -chan. nếu họ không dám đi một mình thì ngài sẵn sàng dẫn họ đến và trực tiếp giới thiệu họ với ngài a -chan. sau mùa kiết hạ ngài a chan muốn đi ở một nơi quan du thanh vắng ngoài thị trấn làng nông nam khem khoảng mười hai cây số cách thành phố là nơi mà ngài luôn ngủ một thời gian dài đây là một khu rừng yên tĩnh với cây cối xanh tươi khá thích hợp với ngài trong lúc nhập hạ tại udon thani ngài đóng góp lớn lao vào công trình nâng cao tinh thần cho cả chư vị tỳ khưu samanera và thiện tính cả ở thị trấn udon thani và các dụng phụ cận. Thường xuyên có đoàn tỳ khưu và thiện tính đến nghe thuyết giảng và tạo phước nhờ vào Ngài. Phần lớn là những gì đã là đệ tử của Ngài trước khi đi chuyên mai. Nay nghe tin Ngài trở về, tất cả đều lấy làm quan hỷ, đến đảnh lễ và nghe giảng Pháp. Lúc bấy giờ, Ngài khoảng 70 tuổi và vẫn còn hoạt động nhiều. Thật ra, Ngài có thói quen năng động không thích ngồi yên một chỗ lâu ngài thích đi thênh thang bất định một mình sống cuộc sống đơn độc trong rừng quang tình yêu trong những tiếp quá khứ cũng như ở những nơi khác nhiều người nêu với ngài những thắc mắc tương tự nhau trong số ấy có hai câu hỏi quan trọng câu hỏi thứ nhất liên quan đến bậm tính và những khuynh hướng có sẵn trong tâm của một người ngài a chan giải thích rằng đó là những quyết tâm trước đây, giờ là nguyên nhân gốc rễ tạo ra những kết quả nhìn thấy được. Câu hỏi thứ nhì được đề cập đến cái thường được gọi là tiếng xét ái tình, vì đã là vợ chồng trong một hay nhiều kiếp trước. Câu hỏi Bạch Ngài, làm thế nào có thể biết được rằng tình yêu giữa người đàn ông với người đàn bà bắt nguồn từ tiền kiếp hay họ mới gặp nhau lần đầu tiên trong kiếp hiện tại? ngài a chan đối với người thường không có cách gì phân biệt phần lớn họ chỉ thương nhau một cách mù quáng tức là vì tình cảm những người bụng đói bỏ vào miệng tất cả những gì họ có được không cần biết đó là cái gì hương vị ra sao và giá trị dinh dưỡng của nó thế nào mục đích của người ấy chỉ làm nhiều cơn đói tình yêu xét đánh ở con người cũng vậy trong phần lớn các trường hợp rất khó chờ đến khi tình yêu đó đến nhiều ô nhiễm trong vấn đề này tức lòng tham dục không có khả năng kiên nhẫn và lựa chọn nó chụp lấy ngay lần gặp mặt đầu tiên cái gì cảm thấy là đủ hấp dẫn không biết thiên vị và không chấp nhận giới hạn hay khoảng cách chính lòng tham dục ấy làm cho con người liều lĩnh và trở thành nạn nhân của nó không còn biết gì đến phong tục lễ nghi đạo đức văn hóa hay tiết lộ. Đó là năng lực của dục vọng chế ngự tâm mọi người. Những ai không muốn đặt mình dưới ách của đó vô điều kiện, phải đối đầu với năng lực hùng mạnh của nó bằng cách khép mình theo tiến trình tự kiềm chế và vô hiệu quả nó, nếu chưa tiêu diệt được năng lực của nó. Nếu không có trao dồi và phát triển năng lực tâm linh, thần thông, đặc biệt, thì không có cách gì hiểu biết rằng một tình yêu hay thực ra là dục vọng bắt nguồn từ kiếp sống này hay nhiều kiếp quá khứ. Như vậy, chỉ bằng cách tự kiềm chế và tiết độ thì có người mới có khả năng kiềm chế cơn tham dục đang tràn ngập và tự bảo vệ mình khỏi chìm đắm trong đại dương mênh mông gọi là tình yêu. Câu hỏi Một người chồng hay một người vợ phải làm thế nào nếu họ muốn còn gặp nhau trở lại trong tương lai để không bị xa lìa? ngài a chan ý muốn chỉ có thể là một chỉ dẫn hay một lối đi nó phải được hành động trợ giúp hay có nhân để thực hiện ý muốn thí dụ như mỗi người đều muốn trở thành triệu phú nhưng bao nhiêu người có thể thực hiện được mục tiêu đó phần lớn ai cũng muốn như vậy nhưng không đủ năng lực để tạo nguyên nhân họ vẫn nghèo như trước đối với tình yêu của hai vợ chồng cũng vậy nếu họ muốn gặp lại nhau trong những kiếp tương lai và cùng ở với nhau mãi mãi hạnh phúc không bao giờ xa nhau thì họ phải cùng có chung một quan niệm và cách sống và bằng lòng với nhau không ngoại tình làm phương hại đến thanh bình của người vợ hay chồng mình và do đó mất tin tưởng lẫn nhau nếu cả vợ lẫn chồng cùng mong muốn như nhau và có thể tạo những dân kể trên lúc nào cũng chung thủy tin tưởng lẫn nhau thì ước muốn của họ sẽ thành hiện thực vì có nhân và quả của nhân đó nếu họ chỉ ôm ấp ý muốn sống chung với nhau mà hành động khác nhau thì ý muốn dù có việc thành như thế nào cũng không thành tựu con chỉ muốn được đoàn tụ và không có gì khác nữa à. người cư sĩ trả lời theo con có thể hồi nhớ thì con không biết tới ước vọng nào khác mà quan trọng hơn thế có thể con muốn giàu sang danh vọng muốn sanh về cõi trời hay cõi niết bàn nhưng không thể sống mà không có vợ của con tất cả những ước muốn khác đều chỉ là thứ yếu so với vợ của con con sẽ lấy làm hài lòng có được những cái khác như là phần tưởng nếu có thể con cảm thấy rất hổ thẹn khi nói như vậy trước mặt ngài a chan và cũng sợ ngài quở trách nhưng thiết nghĩ rằng những người khác cũng ít nhiều ở trong tình trạng như thế chỉ là dám nói ra hay không ngài a chan cười rồi bây giờ khi đi bất cứ đâu con cũng mang bà ấy theo phải không vị cư sĩ con lấy làm hổ thẹn công nhận đó là sự thật cũng vì vậy mà hiện giờ con không thể xuất gia vợ con sẽ trở thành đơn độc không ai giúp đỡ cho bà ấy được ấm áp và thoải mái không ai giúp tài chính và những nhu cầu khác. Theo kinh điển, con được biết rằng, có những cảnh trời, trong đó chư thiên, nam và nữ, tất cả đều tọa hưởng những lạc thú khác nhau. Chắc chắn, đó là nơi sinh sống có nhiều hạnh phúc. Nhưng cảnh phạm thiên, hình như không có những thú vui như vậy. Quá thật cô đơn. Trong những lúc lo âu và buồn khổ, thì hướng về đâu để được tâm sự? niết bàn hình như còn tệ hay hơn nữa vì không liên lạc với ai ở môi trường bên ngoài cả hoàn toàn tự một mình không tùy thuộc nơi ai hay cái gì có hãnh diện gì và danh dự nào đối với những người đã nhập niết bàn như vậy trong cảnh người người giàu sang và chức sắc cao đều những người xung quanh tôn kính những người đã niết bàn có được người khác kính nể như vậy không đối với con hầu như tất cả đều ra đi mất luôn mãi mãi Điều này làm con nghi ngờ. Không biết những gì đã nhậm niết bàn có thật sự hạnh phúc không? Cú xin Ngài A Chan vui lòng tha thứ những lời điên cuồng nhảm nhí của con. Nhưng đó là những điều mà con thắc mắc từ lâu. Hôm nay, rất may mắn, con có duyên lành được gặp bậc trí tuệ với Ngài để thổ lộ tâm tình, nói lên những hoài nghi ấy. Ngài A Chan, những cảnh giới chư thiền, chư phạm thiên và niết bàn không phải để cho những người đầy hoài nghi như con, mà để cho những ai đã chứng ngộ giá trị quý báu của những cảnh giới ấy thấy được ở mỗi cảnh giới hơn cảnh giới dưới đó thế nào. Đó là cảnh giới của những gì xứng đáng sống ở đó, không phải để cho những người như con, thậm chí không mờ tới được. Con không thể đến đó nếu vợ con còn sống. Dù cho vợ con đã qua đời, con không thể không nghĩ đến bà ấy và không thể tạo những nghiệp đưa đến cảnh giới ấy những cảnh không tốt bằng vợ con trong tất cả những cảnh giới ấy vợ con không có ở đó và như vậy trong những cảnh giới ấy không ai có thể làm cho con thích thú mà chỉ vợ con có thể đó là nguyên nhân của sự hoài nghi của con lo sợ sẽ mất đi cái thích thú ấy phải vậy không cả người đều câu hỏi và ngài a chan đều cười nhưng còn cũng phải biết rằng, ngay trên thế gian này cũng có nhiều loại thích thú. Tùy theo nó đến với mình qua đường nào. Như những hình ảnh thích thú đến với ta qua mắt, âm thanh thích thú đến với ta qua tai, mùi thích thú đến với ta qua mũi, vị thích thú đến với ta thông qua lưỡi. Sự động chạm ấm áp hay thích thú đến với ta qua thân và suy nghĩ thích thú đến với ta qua tâm. Con biết ăn là một loại thích thú hay hạnh phúc như thế nào, cũng như ngủ hay như sự chung chạ giữa vợ và chồng. Thích thú qua những đường khác nhau ấy là nguyên động lực đưa đến tất cả những hoạt động của con người. Nhưng một lần nữa, thích thú hay hạnh phúc có thể được phân định theo nhiều loại, nhiều cấp bậc. Từ hạnh phúc của loài người trên thế giới đến hạnh phúc của chư thiên trên cảnh trời hay những gì ở cõi phạm thiên và những gì đã thành tựu niết bàn niết bàn quả thật hoàn toàn khác biệt với tất cả các cảnh giới kia như vậy trong trường hợp của con không thể không tìm được thích thú ở một vật hay một người nào nếu không thì lúc nào con cũng bị trói chặt thật sự với bà vợ đáng yêu mà không ăn không ngủ không làm các công việc khác và tạo phước bằng nhiều cách khác nhau con có nghĩ rằng hạnh phúc đến từ vợ con có thể thay thế tất cả các chức năng của thân và làm việc bảo trì đời sống chăng? Vị cư sĩ Ô, bạch ngài A à Chan, như vậy làm sao được? Có những lúc chúng con cũng cãi nhau, không thể trông đợi nơi bà ấy tất cả mọi việc. Vị cư sĩ ấy chân thật và ngay thẳng trong lối nói chuyện. Ông cũng có tư cách đúng đắn, phẩm hành trang nghiêm, nhiệt thành và tìm hiểu giáo pháp. Ông tôn kính đánh lễ ngài A à Chan. Vì vậy, Ngài A Chan khi không bận khách khứa, thường tiếp chuyện ông một cách tự nhiên, không khách sáo. Thật ra, có rất ít người có thể nói chuyện với Ngài A Chan một cách thật thà và không sợ sệt. Vị cư sĩ ấy rất yêu bà vợ và các con, và cùng lúc rất cảm phục và kính trọng Ngài A Chan. Khi Ngài bận tiếp khách hoặc làm việc gì khác, thì ông không quấy rầy với những câu hỏi, chỉ tôn kính đảnh lễ, cho biết rằng ông có đến rồi đi giúp các kỳ khưu hay Samanera khác làm việc chân tay vì ông đặc biệt thân mật với các vị ngài a chan cũng thích nói chuyện không chính thức với ông khi có dịp nhà sư trong tâm vào thời bấy giờ khả năng tha tâm thông và thần giao cách cảm của ngài a chan không ai bị kịp ngài đối xử với người khác dù là khách hay đệ tử tỳ khưu hay cư sĩ đặc biệt khác nhau và tùy từng cá nhân không có một mẫu chung cho tất cả mọi người và cho mọi trường hợp. Trong mùa an cư kiết hạ tại Wat Noneni West, trong thành phố Thani có nhiều vị tỳ khưu tu tập dưới sự hướng dẫn của Ngài. Lúc bấy giờ ngôi chùa vắng vẻ và yên tĩnh hơn ngày nay vì không có người đông và nhiều xe cộ. Tất cả những ai đến đó đều đến với thiền tâm và do đó rất lệ phép kim cung. Không ai đến với ác ý dù là cố tình hay vô tình. Những vị tỳ khưu và Samanera ở đó có thể tận dụng thời gian và trao dồi tâm mà không bị sao nhãn hay ngắt quãng. Do đó, có một số khá đông quý vị tỳ khưu thành tựu cái mà họ ước vọng. Về đêm, trong giờ dành riêng để ban truyền giáo huấn đến chư vị tỳ khưu, ngài thường khởi đầu về giới đức rồi sang định tuệ và giải thoát. Ngài đi sâu vào khí cảnh thực hành của giáo pháp, hành giả phải tu tập thế nào để gặt hái những thành quả đưa đến giáo pháp gì màu. Ngài thường nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giữ giới, vốn là đặc điểm của đời sống tỳ khưu. Hành giả không nên xem thường tầm quan trọng của giới, không bao giờ nên nghĩ rằng đó chỉ là chuyện nhỏ. Không nghiêm chỉnh kỳ giới vẫn nuôi tâm, không biết hổ thẹn và sẽ dẫn đến tình trạng vi phạm các điều cấm khác. Bằng cách cẩn trọng, nghiêm trì giới đức, hành giả không bị tâm tội lỗi khuấy động, và sớm hay muộn sẽ thỏa hưởng tính tỳ khưu trong tâm. Có nghĩa đạo và quả nhập lưu, giấc lai, bất lai và A-la-hán. Nếu hành giả cộng thêm vào việc trì giới, giới tinh tấn trong thiền định và thiền tuệ, cái đó sẽ giúp hành giả vững chắc thanh lọc tâm ô nhiễm. Đó là ý nghĩa của từ Phra, từ chữ Vara của tiếng Bali, có nghĩa là tuyệt vời. Có nghĩa là tư cách gương mẫu trong lời nói, trong hành động và tuyệt vời về giới đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát và tuệ giải thoát. Nếu không trao dồi và phát triển nội tâm, vị tỳ khưu ắt bị những tiếng thì thầm của bất thiện pháp thiêu đốt. Vị ấy sẽ mất tinh thần và không hãnh diện với việc xuất gia của mình. Đó không phải là một lối sống của một vị đệ tử Phật. Người phải can đảm trong việc tránh xa ác pháp và bước theo dấu chân của Đức Bổn Sư và luôn luôn tin vào chính mình và giáo pháp. Cũng như Đức Phật, các vị thánh đệ tử của ngài cũng là bậc thiện thể, từ bi vô lượng và ngài do hạt giống từ bi ở mọi nơi ngài tới và luôn ngủ. lúc nào cũng thấm đượm hương vị của giáo pháp và được ánh sáng của niệm và tuệ soi đường dẫn lối. không bao giờ ngài bị si mê, dồn vào ngõ cụt. như vậy mới thực sự là đệ tử của đấng như lai. mỗi hành giả phải ghi nhớ nằm lòng điểm này. Thời gian biểu hàng ngày, năng lực ý chí. Sau giờ giáo quấn, vì đệ tử nào còn hoài nghi hay thắc mắc gì liên quan đến tiến trình trao dồi tâm, có thể gặp riêng Ngài để tham vấn nếu Ngài không bận việc gì khác. Sinh hoạt thường xuyên hàng ngày mà Ngài vẫn giữ, bất kể ở đâu là thiền tọa và sau đó thiền hành, đi trì bình và sau đó độ thịt, thiền hành đến giờ ngọ nếu cần thì nghỉ trưa. Thiền tọa và thiền hành đến khoảng 4 giờ chiều. Quét dọn khu vực tình thất của ngài rồi tắm rửa. Thiền hành dài giờ, tụng kinh dài giờ, thiền tọa dài giờ, ngủ thông thường tối đa 4 tiếng. Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, ngài ngồi thiền liên tục suốt đêm không ngủ. Khi còn trẻ, hành tinh tấn của ngài thật nghiêm khắc và cương quyết. Lúc bấy giờ có ai có thể sánh bằng đến khi tuổi già sức yếu đức hạnh chuyên cần của ngài có phần thư giãn nhưng luôn luôn có dấu hiệu của năng lực ý chí bất khuất mà tất cả các vị đệ tử đều trông thấy điều này ngược lại với đại đa số mà sức mạnh của ý chí thường suy giảm theo sức khỏe của thân đó là đường lối thực hành của người mà hàng phật tử có thể nhìn lên như khuôn dạng thước tộc kể cả khi đã hoàn toàn chiến thắng trong vùng rừng núi của chiên mai Ngài vẫn gồng gánh trách nhiệm nặng nhọc phục vụ cho người khác một cách dị tha cho đến khi thân tan rã lần cuối. Là chúng sanh trong cảnh giới người, mỗi chúng ta đều có khả năng thành tựu như vậy. Nhưng trong hiện tại, hình như không có mấy ai sẽ theo chân Ngài đến cùng. Đó là do mức độ chính mùi của mỗi cá nhân được bốn yếu tố nâng đỡ nhằm hướng đến thành công. Ưa thích hay ưu tiên chọn lựa, tận lực chuyên cần, nhiệt tâm quyết chí và khả năng quán chiếu năng lực của tất cả bốn yếu tố ấy phối hợp lại vẫn không đủ để tạo kết quả mong muốn với những nhân khác biệt rất xa quả chắc chắn cũng khác biệt điều này dĩ nhiên là đúng với cả thiện pháp lẫn bất thiện pháp đó là chân lý không thể chối cãi và đúng trong mọi trường hợp mọi khía cạnh thiện và ác hạnh phúc và đau khổ cuộc đời của ngài a chan quả thực đáng ngưỡng mộ từ đầu đến cuối ngay khi còn sống, danh tiếng gian lừng của Ngài đã bay xa và lan rộng. Có điều đáng tiếc là có nhiều Phật tử không thể tiếp cận Ngài. Một phần vì Ngài thường sống ẩn vật trong rừng sâu, ít khi lưu ngụ nơi thị thành. Phần khác có lẽ quan trọng hơn. Vì mặc dù rất ngưỡng mộ và quý trọng Ngài, nhiều người còn ngại ngùng lo sợ. Vài người sợ quá cực nhọc, và họ phải ngồi xe bò hay đi bộ xuyên qua rừng nhiều ngày mới đến được chỗ của Ngài. Những người khác chán nản vì phải trải qua cuộc thử thách gây go với lối sống và pháp hành mà họ phải chịu đựng dưới sự huấn luyện của Ngài. Mỗi ngày chỉ có một buổi ăn sơ sài, sống trong khu rừng có nhiều bệnh sốt rét, nhiều thú dữ. Cũng có người sợ bị quở trách, rầy la và cách đối xử có vẻ thô bạo. Đó là những trở ngại mà nhiều người tự dựng lên cho mình để rồi lỡ mất cơ hội quý báu dù họ sống cùng thời và hết lòng mong mỏi muốn gặp Ngài. Hiện có một số đông, những gì sống cùng thời và những gì trong những thế hệ sau đã nhận thức rằng Pháp vô thời gian như thế nào nhờ đã được thời gian thử nghiệm. Pháp lúc nào cũng có khả năng tạo ra đạo và quả cho những ai đủ can đảm để bước theo dấu chân của Đức Phật và các bậc thánh đệ tử của Ngài. Từ thời Đức Phật suốt đến hiện nay, có vô số những gì đã chứng đắc như vậy. Pháp cũng giống như đập giữ nước, từ đó tuôn chảy vô tận mật ngọt, trạng thái bất diệt của Đức Bạc. Tới những ai quan tâm và dám đi con đường đó. Có rất nhiều người hiện giờ hối tiếc vì đã lỡ mất cơ hội ngàn năm có một của đời mình. Ngài Achan viên tịch vào ngày 10 tháng 11 năm 2492, Phật lịch, 1949, dương lịch, là một trong những vị thánh đệ tử trong thời hiện tại chuyện về sự viên tịch của ngài sẽ được trình bày sau tuy nhiên sự ra đi ấy nhắc nhở chúng ta về hiện tượng không thể tránh của thân mà mọi người đều phải trải qua tàn sau khi hợp hư hoại sau khi sanh những gì còn lại sau khi thân hư hoại và tan rã dù của đức phật hay ngài a chan là trí tuệ lòng từ bi sự thanh tịnh Giờ đây là phần của hành giả quyết định vận dụng bao nhiêu năng lực tinh tấn để trồng sâu những hành như vậy vào tâm mình, trong khi còn ở trong vị trí có thể làm được. Xin có một lời cảnh giác chưa gì hành giả, ăn năn hối tiếc vào lúc lâm chung không ít lợi gì.